Hello mọi người, ngày hôm nay cùng với vợ đi thăm cà phê nhé mọi người nhé. Đấy thì cà phê của mình thì cùng đã chín cùng rất là nhiều đâu mọi người. Đấy, hai vợ chồng vào và xong hôm nay mình đi thăm cà phê thì vừa đi hái đậu đũa nhé cả nhà nhé. Đấy thì mình mang theo cái mứa ớt đó mọi người. Đấy, video ngày hôm nay thì mình chia sẻ về đi thăm cà phê thôi, không có gì hay cả, không có gì thú vị cả mọi người nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi nhá mọi người nhá. Còn chỗ đây thì cà phê của người ta nhá. Còn đây thì cà phê nhà mình nha mọi người. Thì băng đây thì phải người ta hàng rau gì đó mọi người nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đi để mọi người xem đây. Chai là chín đó mọi người. Đây. Chắc sáng mai thì mình hái mọi người, như thế này thì mình hái hết luôn mọi người nhé. Bởi vì mình phơi mà. Còn bên đây con chín thì à. Chín này chết đi, còn chín. Năm nay lên giá mà tự nhiên ca của mình ít trái mọi người. Như thế này thì mình sẽ hái hết đấy mọi người. Cái này tự nhiên thì ca đấy mọi người. Trái chín quá nó bị khổ hết trên cây luôn mọi người, không biết vì sao luôn nhé. Tự nhiên thì bị khổ héo hết mọi người, trái cả cây luôn đó mọi người nhé. Như này thì làm sao mà sang năm sao mà có trái được mọi người. Quá đi kiếm kia nhiều trái mọi người. Thấy không? Đẹp không? Năm trước các mọi người, cà phê đây thì đã chết rồi mọi người nhá. Tại vì năm trước mình lại có chuyện buồn lắm mọi người. Mình mua sữa 5.000 đó. Mình đổ vào ở cốc cây đấy mọi người. Đổ vào ở cốc cây á thì cà phê đã chóng lại rồi. Nếu mà mình không mua sữa, mình không cho cà phê uống chắc cà vẫn chết đó mọi người. May mà mình đã mua được sữa 5.000, mình đổ vào trong cốc cây thế này á thì lại xong lại nhiều chạy nữa. Đấy, đấy. Như này trái nhiều như này chắc sang năm cũng có trái nhiều mọi người. Đẹp không? Chụp anh. Đẹp không? Đẹp không? Đừng. Chụp. Nếu mà bên đây không có hồ thì mình vẫn trồng cà phê mọi người, tại vì chỗ đây thì có nước rồi, không trồng được cà phê, mình chỉ trồng trong cây chuối thôi. Cây chuối thì người ta chăm bò tận cũng khá nha mọi người. Đây là cao nhất cho mọi người nhé. Đây, chưa chín cho mọi người. Khi nào cây này màu vàng thì mình sẽ hái hết luôn đó. Đấy, bây giờ ngày hôm nay mình chia sẻ về đi thăm cái cà phê, vừa đi hái đậu đũa thôi mọi người. Đi. Bên đây thì có trái mọi người, còn bên ở giữa kia thì ít trái nha mọi người nhá. Cả đây thì trái nhiều quá mọi người, bên đây cũng có lái mọi người. Chắc trong năm thì chắc cũng có trái nha mọi người nhá. Đấy, trái nhiều thì tự nhiên ca thì cũng sắp chết hết mọi người nhá. Bị chạy hết rồi. Không có lá. Làm sao mà năm sau sao mà ăn được. Tại vì con xanh lắm cả nhà nhá. Nếu mà vàng vàng thì vàng như này thì mình sẽ hái hết cho mọi người nhá.
ý là mình để lâu thì sợ người ta ăn cơm hết mọi người. Mấy đứa nhỏ từ vô đây ăn cơm thì mình không biết được hết mọi người nhé. Ở đây cùng chín cái nhà, tại vì cũng khổ hết trên cây luôn, không biết vì sao luôn mọi người. Thấy chưa mọi người, đấy cá mình rụng hết cho mọi người. Mình chưa nhặt cho cả nhà nữa. Sáng mai mình vừa hái thì mình chỉ vừa nhặt vừa hái thôi. Tại vì hôm nay mình đi thăm mà. Đi thăm thì mình không nhặt được tại vì mình không mang cái gì hết á cả nhà. Rồi bây giờ mình review ở bên kia nữa. Rồi thì mình sẽ hái đậu đua nha mọi người. Mọi người. Bên đây cũng có cây trái chín đấy cả nhà. Đấy, sáng mai thì mình vừa hái thì cây nào chín chín như này thì mình sẽ hái hết cho mọi người nhé. Như này thì mình cũng để lâu được, nếu mà mình để lâu thì rung nhá mọi người. Tại vì ở giữa thì trái ít nhá mọi người, còn bên kia thì trái nhiều. Nhưng mà bên đây đấy mọi người, tại vì bị chạy hết cả cây nhá mọi người nhá. Ở giữa. Cây đây cũng như trái nha mọi người. Đấy. Thấy không? Màu vàng như này thì mới sáng hết nha mọi người. Đấy, cây đây cũng bị chạy hết rồi mọi người. Như này sáng năm sao mà ăn được. Còn bên đây đẹp lắm mọi người. Bây giờ mình sẽ đi hai đậu đũa ở chỗ kia nhé mọi người. Vào xong này mình vừa đi thăm cà phê vừa hái đậu nhé mọi người nhé. Video ngày hôm nay mình chia sẻ về không có gì hay cả mọi người, chỉ là mình review về đi thăm cà phê thôi, vừa đi hái đậu đũa cho mọi người. Đậu đũa thì cũng rất là dai nhé mọi người nhé. Đấy, đậu đũa vợ đang trống nhé mọi người. Rồi bây giờ mình đang đi nhé cả nhà. Nhiều nha mọi người, tại vì cũng không hết rồi. Đấy, đợt đua như thế này nha mọi người nhé, dài quá cả nhà. Vậy này mọi. Quá dài nha mọi người, đợt đua thì dài lắm mọi người nhé. Đây thì mình tiền trống nhé mọi người nhé, không phải là mình tiền trống đâu.
rồi đi cho mọi người nha, tại vì đậu đũa thì mình hái thì hết rồi mọi người. Nếu mà mình đi sớm thì chắc nhiều nha mọi người, tại vì mình đi buồn quá mà ít đó mọi người nha. Hello mọi người, ngày hôm nay hai vợ chồng hai đợt đũa thì có được ít chừng này nha mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ ăn thôi mọi người nha. Tại vì vợ thì đang quay, mọi người thì không ăn được. Tí là em phép ăn thì mình sẽ quay lại vợ ăn tiếp với mọi người nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn thôi mọi người. Đấy, đợt đũa đây cũng rất là dài nha mọi người nha. Từ sáng mình đã thêm ăn chua mọi người. Ngon đó mọi người. Ngon này. Ăn à? Dạ. Quá ngon mọi người. Mama. Ngon không? Ít thôi. Sợ chấm đúng rồi cái ớt thì khóc không mang nước á. Biết không? Tôi lắc đầu thôi mọi người, không biết cái gì luôn. Ăn chung cái này luôn. Ở chỗ đây không bao giờ thiếu mọi người. Cái gì cũng có hết đó mọi người nhé. Thằng ơi. Ngon rồi. Quá ngon rồi. Đậu đũa đấy mọi người, nếu mà mình ăn một buổi trưa thì mình giả thì ăn cũng rất là ngon đấy mọi người. Tại vì vào buổi sáng hôm nay mình vừa đi thăm cà phê thì vừa hái đậu đũa để mình ăn mọi người. Tại vì mình trống thì không ăn gì thì để như vậy lâu thì sợ nó bị khô thì không có gì để ăn đó mọi người. Mình trống thì mình ăn được nha mọi người. Mặn Hello mọi người. Video ngày hôm nay mình chia sẻ về không có gì hay cả nha mọi người. Đấy thì video ngày hôm nay mình chia sẻ về đi thăm cà phê hay đợt đua thôi mọi người nhá. Đấy video không có gì thú vị mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Mong mọi người chia sẻ cho FF để FF có động lực sáng tạo ra video xong hơn mọi người nhá. Bye bye.